Dạ, xin được chào mừng quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng đến với kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Hôm nay em sẽ lang thang ở một khu vực mà em xin giới thiệu đến quý vị, đó là khu vực Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang. Và nơi em đang đứng ở đây đó là một con dốc sống ảo ngay tại địa bàn của phường Vĩnh Trường. Và con dốc ngày hôm nay thì không còn lên đèn. Ở đây là khu dân cư Phú Quý, ở góc dưới đây thưa quý vị. Hôm nay thì không có lên đèn, là khu vực dưới đây là họ thuộc sự quản lý của Vinpearl, tập đoàn Vingroup. Khu dân cư Phú Quý này là hoàn toàn là vốn đầu tư từ tập đoàn này, cho nên là điện đường ở đây là bên tập đoàn quản lý. Và em sẽ đi ngược về hướng từ đầu dốc này cho đến đầu đường của khu vực Cửa Bé hôm nay. Và hiện tại là 6 giờ chiều, đường phố đã lên đèn. Ở đây buổi chiều tối khi những nhà nhà lên đèn thì những cái quán ăn, từ quán nhậu có, quán ăn no có, quán ăn vặt có, đều tấp nập những người sử dụng thực phẩm. Ngay cái đoạn đầu dốc này thì rất nhiều những quán nhậu đang hiện diện ở đây. Ở khúc xa mọi người thấy những cái ánh đèn trên vách núi. Vẫn có những cái ngôi nhà trên đó. Và cũng khá là nguy hiểm mỗi khi mà trời mưa to. Vào mùa mưa thì rất dễ bị sạt lở. Và quãng đường em đi trong video này sẽ khá xa, cho nên là thời lượng cũng sẽ khá dài của video này. Ở đây là một khu ăn vặt và quán nhậu. Lên đèn nhìn view cũng đẹp. Hai bên đường ở khúc này thì rất nhiều những quán nhậu hiện diện. Và quý vị muốn được thưởng thức những món ăn ngon, những món ăn đậm vị quê hương thì khu vực làng Cửa Bé, Vĩnh Trường là một nơi điểm đến hết sức là thú vị và hết sức là đáng đến tại thành phố Nha Trang này. Nay buổi chiều mấy chị em trên núi đang hát karaoke giải trí. Và ở đây là khu dân cư thưa quý vị. Ở đây chia ra nhiều khóm, nhiều tổ. Tổ Trường Hải, tổ Trường Sơn, tổ Trường Đông, Trường Thọ. Ở đây là khu vực xóm núi nè. Đường đi lên cũng rất là khó, treo leo lắm. Nước chảy trơn. Bên đây là tổ 3 Trường Hải. Ngõ này đi thông ra được khu vực phía bên khu dân cư Phú Quý. Ở góc đây thì điện, đường, trường, trạm đầy đủ hết thưa quý vị. Và có những cái cửa hàng bán đồ điện nước, cửa hàng bán đồ ngư cụ. Rất nhiều những cái tiện ích xung quanh đây phục vụ cho bà con của mình. Và cái thói quen của bà con nơi đây là khi mỗi chiều tối thì sau những cái công việc làm của một ngày thì bà con đều ngồi trước nhà tụm năm tụm bảy để nó mà nói chuyện với nhau. Đó là một cái tình làng nghĩa xóm rất là đáng quý. Yeah.
Khu dân cư ở đây để hiện hữu từ rất là lâu, phải nói là tính bằng trăm năm. Thưa quý vị, ở đây có quán bánh canh cũng nổi tiếng nè. Góc bên đây là quán ăn vặt vô cùng nổi tiếng luôn, nhiều người, nhiều bạn trẻ ở Nha Trang cũng xuống dưới đây để mà thưởng thức những cái món hết sức là tuyệt vời này. Hệ thống dây điện cũng khá là rối, chằng chịt, và nhà cửa ở đây bà con cũng khang trang lắm. Em chỉ đi đường chính thôi mọi người, tại vì rất nhiều những cái con hẻm không thể nào mà review hết được trong một video. Ở dưới cửa bé này cũng có nhiều ngôi chùa lắm, và trong hẻm này có cái ngôi chùa Trúc Lâm, là một cái chùa nghèo ở Vĩnh Trường. Góc này thì khu dân cư sẽ càng dày đặc hơn, và những cái cửa hàng ăn uống và bán những cái tiện ích phục vụ cho bà con cũng càng nhiều hơn. Buổi chiều cửa bé lên đèn là rất nhiều những món ăn đang chờ đợi thực khách đến với khu vực cửa bé Vĩnh Trường. Rất là thú vị. Bên kia có một quán sinh tố nè, một quán bán bún bò, một quán bán xiên que ăn vặt. Bên đây thì có một quán bán bánh căng, một quán bán cơm rượu. Em không biết mọi người có nhớ lại về những cái món cơm rượu ngày xưa của mình không? Xin chào cô. Cái gì? Lạ lắm. Dạ. Đây là cái món cơm rượu nè thưa quý vị. Đây là kem lăng. Dạ, và đây là kem lăng. Có đủ bữa giờ bán được không cô? Ế mà. Dạ dạ, thôi cố gắng ha. Đây cũng là cô ruột của vợ em thưa quý vị. Đây là những hàng xóm. Còn đây là hàng quán bánh căn, cũng là của cô ruột của vợ em luôn. 75.000, 50 trứng cút 10.000 là 85.000. Dạ, đây là nước mắm chấm nè. Cửa bé là cái nôi của làng nghề nước mắm của thành phố Nha Trang, cho nên là mọi nước chấm ở đây đều rất là ngon. Ở đây mọi người ăn sẽ có nước cá mặn ăn kèm trang chung với nước mắm. Ngoài nước mắm thì có thêm nước mắm nêm nữa. Quán bánh căn này em sẽ review sau một video chi tiết hơn. Em sẽ tiếp tục di chuyển. Ở đây có quán trà sữa bán rất là đông, thanh niên và trẻ em rất là thích. Ở góc bên đây là một tiệm điện nước và buôn bán những đồ ngư cụ dành cho bà con ngư dân. Bên đây có một cái tiệm vàng nổi tiếng và to nhất tại khu vực cửa bé này. Ở góc xe kia mọi người thấy cái chỗ mà đông đông á, đó là quán bánh canh.
bánh canh bột gạo, bánh canh gia truyền. Cái bột ở đây làm rất là đặc biệt thưa quý vị, không có ở đâu hết, chỉ có ở đây mới có cái loại bột bánh canh đó thôi. Bánh canh này người ta gọi là bánh canh tổng tống, là cái tên thương hiệu nhà của họ, bán ba đời rồi. Và bánh canh này ngon lắm. Rồi đây là cái đền cũ ở cửa bé. Rồi đây là một cái quán phở chị gái. Rất nhiều thưa quý vị, rất nhiều những món ăn ngon tập trung tại khu vực cửa bé mình. Ở đây có tiệm thuốc tây. Và ở đây thì gần với lại nhà thương Tâm Trí, là gần cái chỗ khu vực ba trụ cờ năm xưa. Cửa hàng tạp hóa. Góc bên đây là bánh xèo với lại phở. Ở đây chiều tối mà không có nấu cơm thì rất nhiều những món ngon để mình lựa chọn. Đây là bánh xèo nè, ngon lắm nè. Đây là phở. Quán Sinh Tố Dì Ngọc. Ở đây khu vực của nhà vợ em, cho nên là bà con lối xóm ở đây em cũng biết rất là rành. Đây bán nước mía, bánh bao, tạp hóa. Ở dưới đây thì mấy căn nhà cổ cũng còn sót lại rất là nhiều. Đây là cái ngã ba đường Võ Thị Sáu giao với cái ngõ này. Cái ngõ này đi thẳng vô đó là chợ Cảng Cá Dân Sinh Vĩnh Trường. Rồi đi thêm một đoạn nữa đó là bến tàu du lịch Nha Trang. Bến tàu du lịch này được xây dựng cách đây khoảng 3-4 năm. Thay vì ngày xưa là đón khách ở cảng Cầu Đá thì bây giờ đón khách ở đây. Cầu Đá không có đón khách nữa thưa quý vị. Ở đây đi qua đường, quý vị bắt gặp rất nhiều những cái xe ba gác như thế này để mà bà con đi đẩy cá đó. Đẩy cá ở dưới cảng, bà con tập trung sinh sống chủ yếu là bằng nghề bốc vác, nghề bám biển. Ở góc đây thì ít đồ ăn lại rồi, chỉ là những quán cà phê rồi lác đác một vài quán ăn.
Đây là mấy cái ngõ hẻm, mấy ngõ hẻm này có thể thông ra được khu vực bờ sông. Bờ sông là khu vực cửa bé, cửa bé cũng là một khu vực cửa biển thưa quý vị. Để phân biệt với lại cái cửa lớn là ngay cái chỗ dưới chân cầu Trần Phú, khu vực cầu Sấm Bóng. Ở đây là một cửa hàng, một quán bán bánh canh mì Quảng của cô Thúy, bán cũng nổi tiếng. Trung tâm Nha Trang xuống dưới đây ăn rất là nhiều. Một quán bán bánh xèo. Dạ, và bắt đầu từ khu vực đây thì những cái căn nhà to, những cái hẻm ở đây đều dẫn đến những cái nhà xưởng, những cái nhà thùng làm nước mắm, một cái làng truyền thống tại cửa bé này cũng rất là lâu đời, cha truyền con nối. Khu vực này thì đó là thuộc tổ Trường Sơn. Dạ, và đây là cái trạm y tế Vĩnh Trường. Sau năm 75 thì khu vực này gọi là hợp tác xã. Trong hẻm này thì có một cái lò nước mắm là của cô Năm Tự. Dọc ở đây là những cái hàng quán ăn, cũng là một quán bánh canh, quán sinh tố, quán bánh xèo, đầy đủ hết. Một quán bán trà sữa. Em sẽ chậm rãi một vòng nơi đây. Quý vị thấy ở đây có những cái căn nhà rất là bự, rất là đẹp. Nó là những căn nhà của những chủ làm mắm, rồi những chủ ghe. Những căn nhà cũng rất là khang trang. Và ở đây thì có một cái ngôi chùa, ở đây gọi là chùa làng thưa quý vị, chùa Đông Độ. Dọc hai bên đây là khu dân cư rất là san sát nhau, bà con rất là quan tâm lẫn nhau. Em ấn tượng nhất đặc biệt đó là khu vực dưới cửa bé này, thì những nhà nào mà có những việc hiếu, có nghĩa là nhà nào mà có những tang chế đó, thì hầu như là tất cả bà con trong làng đều đi đưa tang, kéo thành một đoàn dài, người cầm cờ, người chạy sau, rất là đông, rất là ấm áp tình người.
đây bên kia cũng là một cái quán bán trà sữa. Một cái cửa hàng ăn, một cái tiệm về cái văn phòng phẩm dành cho các bạn học sinh. Ở đây là sát bên ngôi trường tiểu học Vĩnh Trường. Mỗi phường, mỗi địa phương đều có một hoặc nhiều ngôi trường tiểu học mang tên chính cái tên phường của mình. Ở đây thì mới mở thêm một cái club billard, chơi pizza. Một quán xôi. Dạ, và đến đây á là cái chỗ đầu đường đi vào khu cửa bé. Ở đây người ta gọi là chỗ sợi đá. Chỗ đây thì buổi sáng thì đông, buổi sáng bà con tập trung bán đồ ăn sáng rồi bà con đi chợ qua lại đây nhiều. Còn buổi tối thì khá là vắng. Dạ, và đến đây thì cũng là một cái ngã ba, cũng hết cái khu vực cửa bé mà em cần review đến quý vị. Ngay góc này là một cái ngõ đi vô khu chợ mới ở Vĩnh Trường. Dạ, đến đây em xin kết thúc video này. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, để cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Kết thúc cuộc hành trình lang thang khu vực dưới cửa bé này. Rất cảm ơn mọi người. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.